Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Color Sport. Trong khoảng 3 năm gần đây thì có lẽ chúng ta đã không còn xa lạ với những chiếc đồng hồ có khả năng sạc bằng năng lượng mặt trời của Garmin. Nhưng tuy nhiên, nhiều người lại nói rằng tính năng này chỉ để làm màu bởi vì chúng ta không có ứng dụng thực tế. Vậy thì thực hư ra sao? Hãy cùng mình đi vào bài trải nghiệm tính năng này của Garmin trong video ngày hôm nay nhé! Về công nghệ sạc solar thì Garmin đã giới thiệu vào những năm 2020 với những cái tên như là Fenix 6 Pro Solar hay là dòng sản phẩm Instinct Solar. Sau đó thì Garmin đã dần dần phổ biến công nghệ này lên các mẫu đồng hồ khác của mình nhiều hơn. Và để tìm hiểu về công nghệ này, chúng ta hãy cùng xem về cấu tạo của màn hình. Với một màn hình thông thường thì chúng ta sẽ có cấu tạo là hai thành phần chính. Thành phần thứ nhất đó là tấm nền hiển thị. Và phần thứ hai đó là phần lớp kính ở phía trên, đó có thể là kính cường lực hoặc là kính sapphire. Còn đối với công nghệ sạc solar thì Garmin đã đưa thêm một lớp mỏng có khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời vào giữa phần hiển thị và phần kính ở phía trên. Và như vậy, do có thêm một lớp mỏng hấp thụ năng lượng mặt trời ở phía trên tấm nền hiển thị của màn hình, cho nên nếu những ai để ý kỹ thì sẽ thấy rằng những tấm nền màn hình có khả năng sạc bằng công nghệ solar thì sẽ có phần tối hơn một chút so với màn hình thông thường. Nhưng tuy nhiên, sự khác biệt này thì không quá lớn và các bạn phải đặt hai chiếc ở cạnh nhau mới thấy được sự khác biệt. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào chủ đề chính, đó là công nghệ sạc solar này có thực sự hữu dụng hay là không. Ở đây có lẽ chúng ta đang có sự hiểu sai về công nghệ sạc solar này của Garmin. Nhiều người nghĩ rằng cứ đem đồng hồ ra ngoài trời nắng phơi khoảng vài tiếng thì một lúc sau đồng hồ sẽ tự sạc đầy lại. Thực tế không phải như vậy, bởi vì tấm nền hiển thị của đồng hồ nó có kích thước quá nhỏ, đường kính chỉ khoảng hơn 3cm một chút mà thôi, cho nên lượng năng lượng mà nó có thể hấp thụ được quá nhỏ và không thể nào đủ để sạc được đầy đồng hồ trở lại. Và công nghệ sạc solar này sẽ chỉ giúp đó là duy trì và tăng thêm thời lượng sử dụng pin trên chiếc đồng hồ của chúng ta. Nói một cách đơn giản nhất, đó là công nghệ sạc solar này sẽ giúp chiếc đồng hồ của các bạn giảm tốc độ tụt pin. Ví dụ như một ngày đồng hồ của chúng ta tụt khoảng 10% pin, thì khi có công nghệ sạc solar này, chiếc đồng hồ của chúng ta được hấp thụ năng lượng trong vòng khoảng 3 tiếng với cường độ sáng là 50.000 lắc, thì chiếc đồng hồ của chúng ta chỉ tụt khoảng 8% pin thôi chẳng hạn. Và để kiểm chứng được điều này thì mình đã có bài test thực tế với chiếc đồng hồ Garmin Fenix 7X Sapphire Solar. Đây là một trong những mẫu đồng hồ có kích thước màn hình lớn nhất và có khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời tốt nhất của Garmin ở thời điểm hiện tại. Và ở bài test của mình thì sẽ sử dụng ở chế độ chạy có sử dụng GPS và bật cả đa băng tần để chúng ta có thể thấy rõ được sự tiêu hao về thời lượng pin. Ở điều kiện thứ nhất đó là trời tối gần như không có ánh sáng. Còn ở điều kiện thứ hai là mình sẽ phơi đồng hồ ở ngoài trời nắng với cường độ sáng là khoảng từ 50 đến 70.000 lắc. Như vậy có nghĩa còn cao hơn cả tiêu chuẩn 50.000 lắc của Garmin. Và kết quả sau 2 tiếng thu được của mình thì ở điều kiện thứ nhất đồng hồ đã tụt 5% pin. Còn ở điều kiện thứ hai thì chiếc đồng hồ của mình chỉ tụt có 4% pin mà thôi. Và để có con số chính xác nhất thì mình đã xuất file dữ liệu và đưa vào phần mềm thống kê. Và kết quả thu được đó là khi không có sạc năng lượng mặt trời thì tốc độ tiêu hao của đồng hồ sẽ là 2,5% trên 1 tiếng. Còn đối với điều kiện thứ hai là có sạc bằng năng lượng mặt trời thì tốc độ tiêu hao chỉ là 2,09% trên 1 giờ. Và như vậy, qua bài test thực tế của mình thì có thể thấy rằng công nghệ sạc bằng năng lượng mặt trời này của Garmin thực sự hữu dụng. Nhưng tuy nhiên, nó sẽ chỉ giúp đó là duy trì thời lượng pin của các bạn sử dụng dài hơn, giảm tốc độ tụt pin, còn để sạc đầy lại được đồng hồ thì không các bạn nhé. Và mình thấy rằng với công nghệ này thì sẽ phù hợp nhất đối với những ai thường xuyên luyện tập ở những cự ly dài cho tới siêu dài, hoặc những ai có điều kiện làm việc ở ngoài môi trường bên ngoài trời nắng nhiều chẳng hạn. Còn đối với những người mà chỉ luyện tập ở những cự ly ngắn hoặc là làm việc trong điều kiện văn phòng chẳng hạn, thì mình thấy rằng tính năng này có thì tốt mà không có thì cũng không sao các bạn nhé. Ok, và bài trải nghiệm thực tế về tính năng sạc bằng năng lượng mặt trời này của Garmin cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu thấy video hay, hãy đừng quên ủng hộ cho Color Sport một like và một đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.